Vâng, chào anh em. Hôm nay mình có bộ PC khá là hay mới gửi đến anh em. Và bộ này thì mình dùng một cái vỏ đá từ rất lâu rồi mình chưa lên cho anh em. Đây là một cái mẫu vỏ thực sự là mình rất là thích. Nhưng mà có vẻ như là đợt này thì anh em có vẻ thích kiểu bể cá hơn. Chứ còn những cái kiểu vỏ truyền thống thì anh em đang kiểu như là dần bị lãng quên. Và cái vỏ ngày hôm nay nó là con Deepcool CH360 Digital. Đấy là một cái mã vỏ mà thực sự là mình rất rất thích luôn. Thế nên hôm nay mình sẽ lên cấu hình dựng với con vỏ đó. Còn cái vỏ đấy nó như thế nào thì lại mời anh em xem đến cuối clip. Thì chúng ta sẽ cùng là tổng quan lại về con vỏ mình rất là thích. Và hôm nay thì mình sẽ khoe một cái này luôn cho anh em. Đây là con màn hình này. Đây là con màn hình Gigabyte G27Q. Đây là một cái mã màn hình mà mình rất cảm ơn. Rất cảm ơn Gigabyte Việt Nam đã tài trợ cho mình để test game cho anh em. Đấy, mình có chia sẻ với anh em đó là hiện tại nếu mà test game cho anh em mà test ở cái màn kỹ thuật ấy thì cái màn kỹ thuật nó chỉ là màn Full HD thôi. Thế nên là mình cần một con màn 2K, đấy, xong rồi tần số quét cao để test game cho anh em. Và rất may là Gigabyte sau khi mà mình xin Gigabyte thì hãng đã tài trợ cho mình một con màn 2K luôn anh em nhá. G27Q, đây là con 27 inch này, 2K này, 144Hz và dùng tấm nền là IPS. Thì hôm nay là mình sẽ dùng con này để test luôn game cho anh em. Đó. Nói chung là mấy cấu hình này thì bây giờ cũng phải test game 2K cơ. Chứ còn nếu mà test game Full HD thì nó sẽ hơi đuối. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cái linh kiện của bộ PC ngày hôm nay. Bộ này thì có một cái điểm nó khá là hay, đó là con chip anh em ạ. Chip thì là một con chip thì cũng quen thuộc thôi. Đây là con Ryzen 9 7900X. Nhưng mà mọi lần thì mình hay lên chip chay cho anh em. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ có một con chip box. Cái câu chuyện nó là mình build chip chay cho khách, nhưng mà khách có bảo là khách thích có cái box này để trưng bày anh em ạ. Thế nên là mình lại tìm chip box cho khách. Nhưng mà chip box new thì đang không có, thế nên là mình có hỏi một bên cung cấp thì người ta bảo vẫn có một con nhưng mà đã qua sử dụng rồi. Đây là một con box nhá. Đây, anh em nhìn này, đã rạch rồi, đã qua sử dụng rồi và vẫn còn bảo hành 2 năm. Khá là ok, thì mình sẽ lấy cho khách con này. Để khách lấy cái hộp để trưng bày cho nó đẹp. Nói chung là 7900X thì quá ngon rồi. Chúng ta sẽ có là một con chip 12 nhân này, 24 luồng này. Và xung boost lên tận là 5.6. Và cái xung bay của nó cũng rất là cao luôn anh em nhé. Xung bay của nó đã là 4.7 rồi. Thế nên là một số anh em nó hay thắc mắc là cái nhiệt độ idle của AMD thì nó khá cao. Và tại vì là cái mức xung bay của nó rất là cao anh em nhé. Đấy, thì hôm nay là mình sẽ dùng con 7900X này. Nói chung là con này thì rất ngon rồi. Anh em dùng để vừa để làm việc mà vừa để chơi game thì rất là ngon lành. Về phần main, main cũng ngon luôn. Main là một cái mã main mà thực sự là nó rất ngon và chắc là đầu bảng ở trong cái phân khúc gọi là MATX dòng B650 rồi. Mình sẽ có là một con B650M Tube Plus. Cái bản Plus này như mình đã nói ở rất nhiều clip trước rồi, nó là cái dàn VRM của nó. Dàn VRM nó ngon hơn là con Tube chữ E rất là nhiều. Không biết là hãng có ghi ở đằng sau không? Hãng người ta không ghi ở đằng sau anh em ạ. Nhưng mà cái dàn VRM con này nó là 12+2. 12+2 thì rất rất thoải mái để cho anh em gọi là chơi Ryzen 7 hoặc là chơi Ryzen 9. Cỡ như là con 7900X này đổ xuống là rất là ngon lành. Đấy, thậm chí là anh em chơi 795X cũng ok nhá với con main này. Đấy, thì hôm nay là mình sẽ dùng con main AMD này. Có một cái vấn đề đó là dùng main MATX cho một cái vỏ ATX thì liệu cái phần dưới nó có bị trống hay không? Thì câu trả lời đó là phần dưới anh em sẽ không nhìn thấy được. Đấy, bởi vì là một cái đặc điểm đặc thù của con CH560. Đấy, thì lát nữa là mình sẽ show cái phần vỏ nhá, cho anh em nhé. Để cho anh em biết được là tại sao hôm nay mình lại build một con main MATX với một cái vỏ ATX. Đây là một cái điểm rất là hay của cái vỏ ngày hôm nay. Lát nữa là cuối clip anh em sẽ biết. RAM thì quen mặt rồi nhá, vẫn là cái cặp đấy thôi, XPG Lancer Blade. Cặp này thì chắc không cần phải giới thiệu nhiều nữa rồi. 32GB 2x16 bớt 6000 CAT 30. Có hỗ trợ AMD Expo. Đấy, quen thuộc rồi nhá. SSD thì bộ này là không có SSD, có nghĩa là khách ở nhà là có sẵn SSD rồi, thế nên là sẽ không dùng SSD nữa. Lát nữa thì mình sẽ cắm một cái SSD boot vào để test game cho anh em, chắc là vẫn là test PUBG như hàng ngày thôi. Đây là cái card đồ họa thì đây, lâu lắm rồi mới lên con này. Đây là một cái mã card mà rất là đẹp, thực sự là siêu đẹp luôn của Asus. Đây là con 3070 Ti Rockchip. To, nạc, hầm hố, đẹp. Đấy, có một cái giải LED rất là dài đây. Và hiệu năng thì rất là cao. Con này thậm chí là nó còn nguyên ni lông cơ. Đấy, anh em nhìn này. Đấy, ni lông còn mới toe. Thậm chí là cái FE này nguyên ni lông này. Đấy. Và con này còn bảo hành hãng rất là dài anh em nhé. Còn bảo hành hãng đến tháng 8 2025. Bảo hành hãng rất dài luôn.
Đấy, thì anh em nào mà thích to, thích đẹp, thích khỏe thì có thể tham khảo con này. Mã này thì mình nhập nó hơi cao, thế nên là bán nó cũng hơi cao. Đấy, thì anh em nào mà thích thì mới view con này thôi, chứ thực sự là giá nó hơi cao, báo cho anh em nó cũng hơi ngại, bởi vì là nhập vào nó đã cao rồi. Đấy, thì hôm nay là mình dùng con này nhá, và sẽ test PUBG 2K với con này và với con 7900X cho anh em, để xem là một cái sự kết hợp giữa combo gọi là chip AMD Ryzen 9 đấy, với một con 3070 Ti cũ thì sẽ ra là FPS bao nhiêu trên con màn 2K. Đấy, hôm nay là khai trương con màn test game mới luôn. Tản nhiệt rất là đẹp anh em nhá. Và đương nhiên là tản Deepcool, còn đi với vỏ Deepcool thì nó rất là hợp rồi. Đấy, và đây là con tản mới ra mắt của Deepcool, đây là con Deepcool Mystic 360. Và có hai cái ưu điểm lớn nhất của con này rồi. Thứ nhất đó là thiết kế đẹp, thiết kế cực đẹp luôn. Chúng ta có một cái block nước siêu đẹp. Và cái thứ hai đó là hiệu năng rất cao, hiệu năng gọi là top đầu luôn. Đấy, thì hôm nay là mình sẽ dùng con Mystic 360 này. Mã này thì mình cũng lên rất là nhiều rồi, không cần phải quảng cáo nhiều nữa. Còn con nguồn thì cực kỳ ổn định rồi. Nguồn thì là con Super Flower Lytic 850. Bộ này thì nếu mà anh em nào muốn tiết kiệm ngân sách ấy, thì có thể xuống con Zileon 750 cũng được. Đấy, còn nếu mà anh em nào mà có ý đồ gọi là nâng cấp về lâu về dài, kiểu như là về sau mà muốn lên tầm 4070 Ti Super hoặc là 4080 Super thì chỉ cần là dùng một con nguồn này là xong thôi. Về sau thì anh em chỉ việc là thay các đồ họa phát là xong, không cần phải để ý gì đến nguồn cả. Đấy. Và tổng ngân sách của bộ này nếu mà không có SSD thì nó rơi vào khoảng tầm 35 triệu anh em nhá. Đấy, còn SSD thì nó sẽ tùy theo cái dung lượng mà anh em yêu cầu. À, hôm nay còn cái này nữa này. Ở đây là một cái khung gọi là, nếu mà nói chống cong thì nó không hẳn, bởi vì là AMD thì nó hơi khác Intel. Con này thì gần giống như là một khung chống tràn nhiều hơn. Nó sẽ giúp là chống tràn cái keo ra bên ngoài của cái con chip. Thì đây là cái khung chống tràn của ID Cooling. Đây là con ABF-AM5. Đấy, xong xuôi rồi nhờ. Đấy, thì bây giờ là mình sẽ cho tiến hành lắp đặt và sẽ show cho anh em xem là sau khi lắp xong nhìn nó sẽ như thế nào. Rồi, chiến thôi anh em. Đấy, anh em nhìn góc test game mới xịn không? Đấy, và hiện tại thì mình test game trước cho anh em nhá. Đấy, bộ PC ở kia rồi. Đấy, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ngó qua một chút về thông số của PUBG. Đấy, và lại một lần nữa là rất cảm ơn Gigabyte Việt Nam đã tài trợ cho con màn hình rất là ngon ngày hôm nay, G27Q 2K IPS 144Hz. Đấy, anh em nào mà cần tìm một con màn hình mà 2K 27 giá rẻ hợp lý thì có thể tham khảo con này nhá. Con này anh em để search mã là G27Q. Giá mình thấy khá là hợp lý đấy, hình như chỉ khoảng hơn 5 triệu thôi. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng ngó qua một chút. Hiện tại thì max setting rồi anh em nhá. Có nghĩa là có cái gì kéo được là kéo lên hết rồi, ultra setting rồi. Chúng ta sẽ ngó qua một chút về FPS đi. Anh em ngó qua về FPS trước. Đấy, ngon lành chưa? Mình thấy là từ nãy đến giờ là nó luôn giữ vững ở cái mức khoảng trên dưới 150 FPS, rất cao luôn anh em nhá. 2K ultra đấy và 150 FPS. Thì với cái mức FPS như thế này thì anh em hoàn toàn có thể là dùng những con màn như này rất là hợp lý này. Đấy, ultra setting và dùng màn 144Hz thì cái mức FPS này hoàn toàn đáp ứng được rất là tốt với cái nhu cầu sử dụng của anh em. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ngó qua một chút về con chip đi. Hôm nay mình có một con chip rất là mạnh. Đây là cái mức xung nhịp của nó trong game, tầm 5.3 cho đến 5.4 anh em nhé. 5.375 này, 5.425. Nói chung là nó sẽ loanh quanh ở cái ngưỡng khoảng 5.4. Đấy, và cái ngưỡng nhiệt độ của nó thì mình thấy ở ngưỡng nhiệt độ này khá là ổn áp. Ryzen 9 này chơi game này loanh quanh tầm 72 độ là rất là ok. Với cái nhiệt độ như thế này thì anh em hoàn toàn có thể là chơi thoải mái cả ngày, chơi 24/7 được. Bởi vì là cái mức như thế này là rất là ok này. Anh em thấy là cái mức xung rất là cao. Mức xung thì đâu đó khoảng 5.4 cơ. Đấy, mức xung như này thì nó sẽ tương đương với tầm con nào nhỉ? Con i9 13900K nếu mà anh em chơi game. Đấy, tầm đấy. RAM thì là ăn rất là nhiều. Đợt này PUBG ăn nhiều RAM thật anh em. RAM ăn tận hơn 12GB rồi anh em này. Đấy, thế nên là anh em nào mà chơi 8GB RAM mà chơi PUBG là cũng hơi oải đấy. FPS này, FPS nếu mà ngoài trời nó còn cao nữa, loanh quanh tầm 160-170. Còn GPU cái nào là cái card đây? Cái dưới là cái card anh em nhé. Cái dưới là con 3070 Ti, còn bên trên là card onboard. Thì phía dưới chúng ta sẽ có nhiệt độ rất là mát anh em nhé. Hiện tại thì mình vẫn còn hai con card này nữa, anh em nào muốn build thì có thể tranh thủ build nhanh nhá. Nhiệt độ rất mát luôn, 69 độ nhá anh em nhá, 68-69 độ, cực mát luôn. Load thì là tầm 93-94%. Đấy, và anh em nhìn cái TDP này rất cao nhá, hơn 280W. Đó, thì đây là một cái ngưỡng nhiệt độ mà siêu mát rồi. Đó, còn gì nữa không nhỉ? Đấy, về cơ bản là như thế. Bộ hôm nay thì thoải mái cho anh em gọi là ultra PUBG 2K.
thoải mái chơi trên màn 144-165Hz. Đấy. Thì bây giờ là mình lại bốc cái màn ra để show cho anh em xem về ngoại hình của cái bộ PC ngày hôm nay. Và đây là bộ PC của chúng ta sau khi đã lắp xong. Đây, anh em còn nhớ con vỏ CH560 này không nhỉ? Đấy, quay lại một lần nữa về tổng quan cho anh em xem nhá. Thực sự thì đây vẫn là một cái vỏ mà thiết kế truyền thống mà mình rất rất thích luôn. Đấy, mình phải nhấn mạnh lại đó là đây là một cái vỏ mình rất thích. Đấy, thì hy vọng là sẽ có nhiều anh em là dựng PC với con vỏ này hơn. Mình sẽ điểm nhanh và tóm tắt lại một chút về những cái đặc điểm nổi bật của con CH560 này cho anh em nhé. Về cái phần thiết kế thì đây là một cái mã vỏ mà nó có thiết kế vuông vức, tối giản và rất là thoáng. Đây anh em nhìn này, rất nhiều lưới luôn anh em nhé. Đấy, mặt hông này, lưới này. Đấy, cái phần mặt trước này, mặt trước là lưới hoàn toàn. Và cái mã vỏ này thì đã được đi kèm sẵn là 4 fan anh em nhé. Rất mát luôn. Chúng ta sẽ có là 3 fan trước là 3 fan 140 anh em nhé. 140 nhé, chứ không phải 120 đâu. Rất mát luôn. Và một fan sau là một fan 120. Và cả 4 fan này đều là fan ARGB và có sinh mên luôn anh em nhé. Có sinh mên luôn. Đặc điểm nổi bật tiếp theo của nó sẽ là một cái màn hình. Anh em nhìn này, nó sẽ có một cái màn hình hiển thị nhiệt độ. Hiện tại thì đang hiển thị nhiệt độ của cả CPU và cả GPU. Đấy, CPU đang là 45 độ, còn GPU đang là 34 độ. Và cái phần hiển thị này nó rất chính xác anh em nhé. Mình đã so sánh cái phần này với cả cái phần mềm HVK Monitor rồi. Thì cái thông số nó là tương đồng với nhau. Thì cái hiển thị này rất là chính xác này. Chứ nó không bị ảo như là một số cái phần mềm của những tản nhiệt khác. Đấy. Cái gì nhỉ? Cái tiếp theo nữa đó là đây là một cái mã vỏ mà có cổng USB Type-C anh em nhé. Đấy, có cổng Type-C. Và đương nhiên rồi, chúng ta sẽ lắp được một cái tản 360 ở trên nóc. Đấy, thì tóm tắt lại là như thế. Đây vẫn là một cái mẫu vỏ mà truyền thống này, tối giản này, đẹp này, mát này, công năng sử dụng tốt. Đấy, thì anh em nào mà thích build với vỏ này thì cứ liên hệ mình. Hiện tại thì hãng vẫn đang có hàng. Đấy. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ vào những cái phần linh kiện bên trong. Bên trong này thì hôm nay mình có nói với anh em rồi đấy, đó là mình lắp một cái main gọi là MATX, nhưng mà lắp vào một cái vỏ ATX. Tuy nhiên thì nó lại không hề bị xấu một tí nào cả, bởi vì là cái đặc điểm của con CH560 này, nó có một đặc điểm rất là hay, đó là cái phần che nguồn này. À không phải khu vực che nguồn mà là cái khu vực nắp ở bên ngoài. Cái nắp ở bên ngoài nó không phải là kính hoàn toàn, nó không làm kính hết anh em nhé, mà nó sẽ chia đôi ra, có nghĩa là một nửa là kính và một nửa là lưới. Và cái phần lưới này người ta làm rất là cao, người ta làm cao đến gần bằng cái cạc đồ họa này luôn. Thế nên là khi mà anh em mà lắp cái mặt kính này vào thì nó gần như nó sẽ che hết những cái khu vực mà kiểu như là dây dợ lòng thòng hay là những khu vực hở phía dưới là nó che hết luôn. Đó, gần như đây là một cái lưới gọi là che được hết khuyết điểm của cái bộ PC luôn. Thế nên là với con vỏ này thì anh em lắp main MATX cũng được, mà anh em lắp main ATX cũng được. Đây là một đặc điểm rất là hay của cái vỏ này luôn. Và chính vì là cái phần lưới này nó cao, thế nên là cái phần kính này này, phần kính này thì nhìn nó sẽ hơi nhỏ một chút. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vào linh kiện bên trong. Bên trong đây chúng ta vẫn sẽ có là một cái tản nhiệt nước rất là đẹp luôn, MATX 360. Và hôm nay thì mình có để một cái chế độ nó khác một tí. Đây là cái chế độ hiển thị xung nhịp của CPU. Và mình đang thấy là con này mình đang chạy idle, nhưng mà xung nó cao vãi chưởng luôn anh em. Lúc nào cũng phải tầm 5.4 cho đến 5.5 GHz, rất cao luôn. Và cái phần này không biết là nó có chạy ẩn gì không. Mình nghĩ là nó đang có một cái gì đó chạy ẩn thì xung nó mới cao như thế này. Và cái nhiệt độ của CPU cũng đang bị đẩy lên là tầm 63 độ. Đấy. Thì khả năng là nó đang bị chạy ẩn một cái gì đó. Còn con tản này có deep cool thì đẹp khỏi bàn rồi anh em nhé. Anh em ngoài những cái preset mặc định của hãng thì anh em có thể là cài những cái ảnh yêu thích của anh em cũng được. Và có một đặc điểm rất là hay của những cái tản deep cool, đó là nếu như mà anh em lắp AMD hay lắp Intel thì đều quay cái ống xuống dưới đây được. Đấy, quay ống xuống dưới rất là đẹp luôn. Chắc là mình sẽ mở cái kính này ra. Mở cái kính này ra nhé, để cho anh em nhìn rõ hơn. Kính này mở rất là dễ anh em nhé. Đấy, anh em nhìn này, mình thao tác một tay cực kỳ dễ dàng luôn. Đấy, bỏ kính xuống dưới cho anh em xem. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ nhìn rõ hơn. Đó, sắc nét chưa? Rất sắc nét nhá. Đây là hai thanh RAM XPG này, XPG Laser Blade rất là quen thuộc rồi này. Đấy, một con main B650M Plus Wi-Fi. Plus anh em nhé, không phải bản E đâu. Plus thì mình luôn luôn nhấn mạnh cho anh em nó là tại vì sao giá đắt hơn. Bởi vì là cái dàn VRM của nó 12+2. Còn con E chỉ là dàn VRM là 8+ thôi. Đấy, thế nên là cái dàn VRM của con Plus này nó ngon hơn rất là nhiều so với con trừ E. Và nếu như mà chúng ta mà bỏ cái kính ra ấy, thì nhìn nó sẽ như thế này. Đấy, anh em thấy nó thoáng hơn không? Thoáng hơn nhiều đúng không? Đấy, và anh nhìn cái phần dưới này. Đấy, phần dưới nó bị hở rất là nhiều.
Đấy, và chính vì có cái tấm lưới đấy nó che được rất nhiều khuyết điểm, rất rất nhiều khuyết điểm ở phía dưới này. Đấy. 2 anh RAM thì rất là đẹp rồi nhá. Cạc đây 3070 Ti. Và con cạc này còn rất mới anh em nhé, rất rất mới luôn. Thậm chí là cái ni lông ở cái led này còn chưa bóc cơ. Anh em nào mua về lột cái ni lông này ra là như cạc mới luôn. Và chúng ta sẽ có là một con cạc rất là to đẹp rồi, rất rất to đẹp luôn. 3070 Ti Rockchick thì hiện tại anh em vẫn có thể chiến mọi game với con này được. Ở độ phân giải khoảng Full HD hoặc là 2K. 2K nếu mà game nào nặng hơn thì anh em có thể là setting phù hợp thì vẫn chơi mượt được anh em nhé. Và nó vẫn sở hữu một cái ngoại hình cực kỳ đẹp và nhiệt độ thì cực kỳ mát rồi. Vừa nãy thì mình có test tóc gì cho anh em đấy, anh em thấy là cái nhiệt độ của nó siêu siêu mát. Con này mình thấy là đây là một con rất là mát này. Đôi khi là một số mã cạc cũ ấy thì nó sẽ bị khô keo thì nó sẽ nóng. Nhưng mà cái con này thì mình thấy nó mát, nó chỉ loanh quanh tầm 68, 69 độ là siêu siêu mát rồi. Đấy, thì như vậy là hòm hòm xong xuôi. Hôm nay thì có một cái cấu hình gợi ý cho anh em. Lưu ý lại với anh em đó là tầm 35 triệu và chưa có SSD anh em nhé. SSD thì anh em có thể là thêm 500GB này, 1T hoặc là 2T tùy theo cái nhu cầu sử dụng của anh em. Thì ở mức giá nó sẽ thay đổi tùy theo cái dung lượng của SSD. Đấy, thì anh em nào mà có nhu cầu mà BBC kiểu này thì cứ liên hệ mình qua Zalo, Facebook. Thì mình sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những bộ PC tiếp theo.